Hello xin chào mọi người nhé chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đạo 98 Gaming thì hôm nay vào game thì chúng ta sẽ nhận được một quà thư các bạn ạ Đó nó là một hộp kim cương đá may mắn nha các bạn nha trời hộp đá quý may mắn ui dồi ôi được có 8 kim cương các bạn ạ xui quá bạn nào mà các bạn có thể comment là các bạn đã may mắn như nào trong ngày hôm nay không ạ các bạn có thể comment bên dưới để anh đậu biết là các bạn đã mở được bao nhiêu kim cương trong cái hộp quà ngày hôm nay nha anh Đậu biết xem hôm nay có bao nhiêu bạn may mắn và có bao nhiêu bạn xui giống như anh Đậu nào Trả được cái gì cả các bạn ạ Rồi <laughs> xem nào Ủa có ai tặng quà này Bye anh em phải nghỉ là sao ta Em phải nghỉ game rồi ạ à? Ủa Vậy là em phải nghỉ game rồi à Tặng anh Đậu quà gì đây Buồn vậy Trời ơi một cái mặt ngạc nhiên mặt này là 14 kim cương đúng không Trời ơi em phải nghỉ game rồi Lại thấy anh Đậu mất một cái fan cứng rồi các bạn ơi Gì ấy? MT Kiều Diễm à, muốn món quà nho nhỏ món quà nho nhỏ xin tặng đậu à, à Kiều Diễm à trời ơi cảm ơn Kiều Diễm nha ui cái gì vậy 16 tuổi vàng luôn hả trời ơi quà gì nhỏ vậy trời trời ơi quà nhỏ gì mà tận 16 tuổi vàng vậy Trời ơi, cảm ơn em Kiều Diễm nhiều nhé Ôi rồi em Kiều Diễm mà có xem được clip này của anh Đậu gì chứ cho anh Đậu gửi lời cảm ơn rất là nhiều nha. Ui, tặng 16 tỏi vàng luôn các bạn ạ. Trời ơi, thế vào ngày mai là anh Đậu sẽ làm clip tặng quà trao cái cốt uh, 20 tháng 10 cho các bạn nhé của cốt điên 20 uh, 20 tỏi vàng đấy. Tặng thì các bạn sẽ nhận được 16 tỏi vàng giống như vừa rồi này. Ôi, thế lại có luôn bạn Diễm bạn đầu tư cho cái 16 tỏi vàng để đầu tư cho các bạn rồi. Anh ơi, kết bạn với em đi, em là Kha trên TikTok nè. Rồi anh biết em là Kha rồi. Trời ơi. Ừ, ha. Trời ơi lần đầu tiên được tặng quà lớn như vậy luôn các bạn Trời ơi ngày trước thì thưa anh Đậu Live bên Youtube thì có bạn mấy bạn tặng ba lô ấy Cũng đã mừng lắm rồi Ui lâu lắm rồi mới có người tặng anh Đậu quà thỏi vàng luôn ạ Bất ngờ ha Xịn sò ha Cảm ơn em Kiều Diễm rất là nhiều nha Ui rồi hôm nay mở bát vui quá trời luôn các bạn Mở bát này là quá vui rồi Rồi và hôm nay anh Đậu sẽ đi leo tháp nha mọi người Thì đã rất lâu rồi Anh Đậu không có leo tháp các bạn ạ và cũng rất lâu rồi cái trình độ của anh Đậu nó đã tụt về con số độ rất là kém rồi các bạn ạ Cho nên là bây giờ phải đi tập leo tháp lại đi Rất nhiều bạn bảo anh ơi anh leo tháp đi bởi Nhiều bạn rủ anh Đậu solo leo tháp thì anh Đậu thực ra là không phải anh Đậu không dám solo với các bạn Mà là đã rất lâu rồi anh Đậu không leo tháp trình độ anh Đậu xuống rất là nhiều Bây giờ leo rất là chậm các bạn ạ Nó không giống như ngày xưa ngày xưa nó leo liên tục nó kỹ năng đi lên Ngày xưa map xanh này còn luyện nhau chạy long con nó chạy vù 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 phát qua Bây giờ đi có phải lý dí lý dí này các bạn tức là cái kỹ năng của mình kiểu nhảy tắt các thứ thì mình vẫn còn thôi nhưng mà để điêu luyện như ngày xưa thì bây giờ là không còn điêu luyện nữa rồi cho nên là hôm nay anh đậu quyết định đó là làm clip luyện lại cái trình độ leo tháp của anh đậu à, luyện lại xem là có để luyện lại trở về cái pro như ngày xưa à tâm mình thấy ngày các bạn ngày xưa cũng rất thích leo tháp đúng không? bây giờ nhà phát hành Vina game mà ra thêm một ra game ra kiểu nhiều trò chơi mini game kiểu tựa leo tháp này nhưng mà nó là thay đổi đi thì ngon nhỉ chứ leo hoài bao nhiêu năm rồi cái bộ môn này người ta cũng chán rồi ấy. À. rồi liệu lấy 1 nó đấy bây giờ nhảy nó phải đứng sợ rơi các bạn đứng chờ chờ một tí sợ rơi nhưng mà anh nghĩ đậu anh đậu nghĩ là ván này anh đậu vẫn lấy ở cái top một đấy các bạn bởi vì thế không có bạn nào cái đoạn này thì mình cứ nhảy ăn chắc thôi top một vẫn được các bạn ạ không quan trọng đâu rồi top một luôn nha các bạn nha xịn xò luôn một cái top một đầu tiên rồi bây giờ sang vòng thứ hai này thì bàn này anh đậu vào thì đã rất ít thời gian rồi các bạn ạ vào thì đã gần hết thời gian rồi cho nên là cứ leo thôi leo thôi đến bao nhiêu thời gian thì đến à, tức là leo để mình anh đậu không quan trọng top 1, top 2 lắm đâu quan trọng bây giờ anh đậu luyện là luyện để trình độ để mình nhảy nó mượt thôi luyện trình độ nhảy cho nó mượt thôi chứ không quan trọng top 1, top hai nữa bây giờ vào mọi người cũng đã bây giờ vào bàn còn mấy phút thì một hai phút thì mình cũng nhảy luôn chứ bây giờ chờ hết bàn thì nhảy nó cũng lâu á mình tiện để mình nhảy luôn để mình luyện tay các bạn đấy vẫn mượt lắm vẫn có hơi một tí nào đó một mượt, mượt các bạn ạ vẫn có hơi có một chút mượt mượt đấy, không nên nỗi tệ lắm đấy mượt ghê thế là cầm cái con con này con gì nào có con, con trồn à đấy. con trồn của anh đậu nó cũng có dạng vừa đâu thế cho nên là các bạn cứ chờ anh đậu là mấy bạn nào mà có ý định rủ anh đậu solo leo thắt thì cứ chờ anh đậu luyện lại cái trình độ ấy nha là anh đạo ôn lại cái kỹ năng của anh đạo ngày xưa đấy khi nói đạo điêu luyện rồi cái là anh đạo lại quay lại chơi với các bạn các bạn cứ liệu thần hồn đấy chứ thực ra anh đạo mới có hơn một nghìn điểm leo tháp thôi chưa lấy đâu mà nhiều đâu có hơn nghìn điểm mà trời ơi cái bàn mà lấy top 8 luôn các bạn chứng tỏ là các bạn đấy đã leo leo rất là lâu rồi cái bàn đấy nó về cuối cuối rồi nên leo top 8 là chuyện bình thường các bạn Theo top 8 là chuyện bình thường thôi. thôi bàn này, bàn này bắt đầu bàn mới này. Cố gắng lấy top 1 nữa nha các bạn nhé. Bàn vừa nãy nó là bàn cũ, người ta nhảy gần xong rồi. Chẳng có anh đậu vào, anh đậu cứ nhảy để luyện kỹ năng thôi. Ui dồi ôi, hụt rồi. Bàn này cố gắng lấy top 1 nha. Bàn này cố gắng lấy top 1 này. À, ngon á. ui vẫn mượt nha các bạn nha được không ạ các bạn thấy lâu rồi anh đậu không leo tháp thì cái trình độ bắc cua của anh đậu có còn pro không ạ không hẳn là pro nhưng mà nhảy nó vẫn đỉnh đúng không các bạn vẫn mượt mà vẫn mướt bần mượt, mượt chẳng qua là anh đậu nhảy cho ăn chắc nên nhảy hơi chậm một tí thôi kiểu không còn kỹ năng như ngày xưa cái con kia kiểu tham ấy kiểu tham là cứ vù vù quá nhưng mà chính là tham như thế lại dễ chết nhảy từ từ như này nó lại yên bình nó lại không chết các bạn ạ nó lại an tâm rồi sang bàn cũ tiếp đây, không gặp được bàn mới cho các bạn, gặp bàn nào nhảy luôn bàn đó, Đấy, ôn lại cho nó đỉnh, hoài bàn này ngày xưa anh đậu nhảy tủ luôn các bạn, bàn này mấy cái bàn tím bên trên này, này. hai bàn này là anh động ngày xưa nhảy tủ luôn này, mấy bàn tủ nhảy vẫn, kiểu mấy bàn mấy bàn ngày xưa mình nhảy tủ, bây giờ nhảy vẫn mượt các bạn, mượt như trong tranh luôn, uuuu, uh, uh, xịn luôn. phần này là trời ơi. vì gì vậy tí đi luôn các bạn tí thì đi luôn may là rơi xuống cái thanh kia đấy rơi xuống chỗ khác là xong rồi tí nữa thì chết luôn ạ à. tí nữa thì mất luôn ạ à. hay như thế là lỗi rồi đấy nhà như thế là lỗi rồi đấy hết mượt mà rồi đấy mà không sao chưa chết thì vẫn còn làm lại được các bạn cần không chết là được u uh, u uh, u uh. lên ôi trời top hai rồi u có người top một rồi à cả map cũ các bạn vào map cũ rồi có người nhảy top một từ bao giờ rồi không biết đây rồi đây rồi đừng im đừng im ôi cũng mượt đấy chứ mấy bạn này nguy hiểm lắm ui thôi xong rồi xong rồi xong rồi rớt rồi rớt rồi rớt rồi thế rồi nhảy này hỏng rồi các bạn ơi nhảy này hỏng rồi đấy thấy chưa cái bàn dễ như thế bây giờ anh động nhảy con hụt ngày xưa mấy bạn này nhảy cái một à mấy bạn này nhảy bây giờ kỹ năng nó đi xuống rồi cho nên mấy bạn nào hỏi ừ sao anh đậu bây giờ không thấy đi leo tháp nhỉ anh đậu bây giờ không thấy làm clip leo tháp nhỉ lâu rồi không nhảy kỹ năng nó bị tụt lùi rồi các bạn kỹ năng nó tụt lùi quá trời luôn ấy hay quá trời 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 lên 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 úi rồi ôi top mấy Ui vẫn top một nha ui thì vẫn top một luôn nha chứng tỏ bàn này nhiều bạn nhảy vẫn kém anh động nhảy hụt xuống anh động nhảy lên lại vẫn còn được top một thế này thì các bạn nhảy quá kém luôn rồi bàn tiếp theo liệu có lấy được nổi cái top một không đây đứng im coi á, à, hơi mượt đấy đỉnh luôn các bạn nhảy vẫn đỉnh luôn. có bàn khó rồi, ngày xưa bàn này là sợ lắm này. Bàn này ngày xưa nhảy là hay chết lắm này. có nhảy từ từ các bạn. Gặp mấy bạn cao thủ các bạn nhảy cái một luôn đấy. Anh à, dạ. vẫn được vẫn được vẫn được các bạn, vẫn mượt lắm. Bàn khó với anh đậu giờ chỉ là bình thường thôi. Bây giờ mình nhảy kém rồi mình cứ nhảy chậm thôi cho an toàn. Khó thì mình cứ nhảy chậm thôi. Ui thì bàn đấy hụt vậy, cái bàn này mà hụt á, thì mất mặt chưa? bàn này mà hụt có mất mặt không các bạn mất mặt thật sự ở đây 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 lên xem còn ai dưới còn ai dưới đeo cái một ái chà quả trồn này leo được đấy con trồn này leo được đấy cái bàn này bật tủ luôn bàn này thì anh đậu nhảy tủ luôn tưởng gì chứ bạn này bàn tủ luôn các bạn ok lên ngoài oh, top 1 luôn các bạn Đấy, lâu lâu không nhảy lại ôn lại mà vẫn top một rồi cho anh đậu sẽ dừng clip tại đây nha bạn nào thích anh đậu làm những clip về leo tháp thì comment bên dưới nhá anh đậu luyện thêm nhá còn uh, clip hành động xin phép dừng tại đây thôi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ nha. Bye bye.